hai con hổ. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Con hổ sống trong lồng, sau khi ra ngoài tự nhiên, nó nhận được sự tự do, thoải mái, nhưng đồng thời không có được khả năng săn mồi, do vậy nó đã bị chết vì đói. Ngược lại, con hổ vào lồng sinh sống, có thực phẩm mỗi ngày, nhưng lại không có được sự tự do thoải mái. Sống trong một không gian sống quá chật hẹp, nó đã u sầu mà chết. Bài học từ câu chuyện, bạn ao ước cuộc sống của người khác, nhưng đâu biết rằng với người khác, cuộc sống của bạn cũng chính là khao khát của họ. Đừng chỉ nhìn vào một góc họ hơn mình, là mình thua kém hơn tất cả. Không có ai hơn ai cả, chỉ có thua kém trong suy nghĩ và tư tưởng thôi. Học cách hài lòng với cuộc sống, hài lòng với những gì mình có và biết ơn khi mình còn được sống, được cống hiến, được cố gắng hết mình.